Hello everyone, welcome back to English Jam Mom. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video bài giảng miễn phí chất lượng cao đến từ English Jam Mom. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn đối với phần reading ở unit 12. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang chữa bài tập phần reading ở trong sách bài tập của chúng ta. Và bài mà cô chuẩn bị chữa cho các bạn đó chính là bài số 3 ở trang số 48 sách bài tập của Bộ Giáo dục các bạn nhé. Vậy các bạn hãy nhanh chóng mở sách bài tập ra để chúng ta có thể làm được bài, được không nhỉ? Rồi, ok. Bài số 3 ở đây chúng ta có dạng bài này: complete the conversation below with sentences of to of, right? Ở đây chúng ta sẽ dịch và chúng ta sẽ nối 1, 2, 3 với A, B, C, D phù hợp, đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta dịch nhá. Finish your breakfast, Phong. We'll have to leave soon. Ăn sáng nhanh lên, Phong. Chúng ta sẽ phải đi sớm đấy, đúng không nào? Vậy sau đây sẽ là một câu trả lời, đúng không? Chúng ta sẽ xem nào. No, I don't. By the way, Mom, we have 3 new students. Con không. Ở đây không có câu hỏi yes, no question. Vậy chúng ta không trả lời no, I don't được. Bỏ nhá. What, for example, Mom? Sao? Ví dụ như nào, mẹ? Không ổn, đúng không? Mom, there's still plenty of time. It's only 6:30. Mẹ vẫn còn nhiều thời gian mà. Mới có 6:30 thôi. Được không nhỉ? Ổn, đúng không? Vậy, 1C, right. We have to leave early, dear, or it will be rush hour. Chúng ta sẽ phải rời sớm thôi, con yêu. Hoặc nếu không thì sẽ đến cái giờ cao điểm đấy, đúng không nào? Ok, vậy chúng ta chọn đáp án nào đây nhỉ? Vẫn nói đến giờ cao điểm, vẫn phải đi sớm. Vậy đáp án này vẫn chưa được, đúng không? Not that bad, Mom. Không tồi tệ đến thế đâu. Không liên quan lắm. Đúng không nhỉ? Rồi. Y nào. Are you worried about getting stuck in a traffic jam? Mẹ đang lo lắng là bị tắc đường ở trong bị kẹt xe à, đúng không? Mẹ đang lo lắng là bị kẹt xe à. Đó, vậy có liên quan đến rush hour không nhỉ? Có chứ, đúng không? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn luôn bởi vì liên quan đến rush hour, liên quan đến traffic jam. Đó, được chưa nhỉ? Rồi. Yes. We should be if you don't want to be late for a class again. Đúng rồi, chúng ta phải nhanh lên nếu mà con không muốn muộn học lại nữa. Đúng không nhỉ? Rồi. Vậy, không biết là phải nhanh lên. Không thì con sẽ muộn học lần nữa đấy. Đúng không? Đó. Vậy chúng ta chọn đáp án đây nào đây? Ây, đúng không? No, I don't. By the way, Mom, we have 3 new students. Oh, không, mẹ ơi. Dù sao đi chăng nữa thì chúng con có 3 học sinh mới đấy, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là A, right? Câu số 4 này, 3 more, 3, đúng không nào? It makes 52, your class must be crowded by now. Lớp con đông nhỉ, đúng không? Lớp con đông nhỉ. Vậy chọn đáp án nào để liên quan đến đông nhỉ? It's fine, Mom. We have more playmates. Nó ổn mà. Đúng không nhỉ? Nó ổn mà. Không tệ lắm mẹ à, đúng không nào? Nó ổn mà. Con còn sẽ có nhiều bạn để chơi hơn. Đúng không? Vậy đáp án F rất phù hợp, đúng không nhỉ? But the students have less place. Nhưng mà học sinh sẽ có ít không gian hơn đấy. Đúng không nào? Vậy chúng ta xem cho cô câu 5 là chúng ta chọn đáp án nào nhỉ? Có ít không gian hơn đấy. And the teacher has more work to do. Và giáo viên cũng sẽ phải làm nhiều công việc hơn, đúng không? Thế con có ít thời gian, ít cái không gian để chơi hơn đấy. Vậy chúng ta bây giờ chúng ta còn đáp án D với cả đáp án B, đúng không? Đó, chúng ta xem nào. Not that bad, Mom. Mẹ ơi, không tồi tệ đến vậy đâu, đúng không? Okay, managing an overcrowded class, making paper. Mẹ đang đưa ra các cái ví dụ là giáo viên sẽ phải làm các cái nhiệm vụ này, đúng không? Vậy, what? For example, Mom. Sao ạ? Mẹ hãy cho con một số ví dụ đi nào. Đúng không? Một số công việc đi nào. Vậy câu 6 đáp án B. Đúng nhở? Đó, làm bài này thực chất ra là không có chút nào. Nếu mà chúng ta để ý một chút về các cái phần keyword là chúng ta sẽ làm được, đúng không? Đó chính là phần mà cô hướng dẫn các bạn đối với phần reading trong buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé. Thank you and see you next time. Bye.